Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt chẳng tà soi bóng mẹ yêu. Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu, tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ, lời ru mơn mát êm như sao tiếng hát trẻ thơ. Thương con thao thức bao đêm trường, con đài yên giấc mẹ hiền vui sướng biết quang thân gầy mẹ hiền. Một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền, ngày đêm xóm tối vui cùng con nhỏ một niềm, tiếng ru êm đêm mẹ hiền năm tháng chiến.
Chúng ngủ chùa các thế tại tiên nhập
mà như nhớ chúng sanh đi thành Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Mạng sanh ni
tế. Dạng hư ất mùi điên độc mạc, thập lục nhật mạng thời thọ chung. Di nguyện thừa tam bảo lực trượng bí mật ngôn thử dạ kim thời quan lâm án tiền thính thoát văn kinh thọ tài hưởng thực thầm già chăm sơ từng. Điểm trà tiếng trà ô quay qua tỉnh hương quan chiều tỉnh nam mô nhất tâm hộ niệm qua quảng chánh a tiếng hiệu linh tâm cụ bà nguyễn a thị danh pháp ma thọ phật giới pháp danh diệu thành quân sanh hạ ai ai hướng họ trần thế ba thầm đủ thế gian sanh nước bụi niên thầm ma hoàng a thầm ma lục nhật lương thời họ chung nhất vị chi thần hồn dung ở u minh về đây thọ lễ nghe lời kinh kệ tỏ ngộ tự tâm sanh hết mê lầm giảng sanh tịnh độ di nguyện hương linh lai ráo quán tiền thọ tài ưởng thực tịnh pháp nghe kinh tốt thoát ta bà siêu sanh tịnh độ giang kim sơ thỉnh tái thỉnh tam thỉnh nguyện phó ương viên hiếu quyến kiền thành già chăm ma dị tần yên già khởi thân đành lễ hương linh mẫu thân vậy bà bình thoáng gia người ra mô cam lồ dương bồ tát nam mô cam lồ dương bồ tát chớ sanh đi tử kiện tại hàng hợp tất tụ còn ly thì tất tán còn tụ tán màn tại hồ tiên tâm tở đất trời nuôi con đau khổ chẳng hề giới mở vòng tay lớn dìu con cháu trẻ cha mẹ hướng dẫn cho các con đi suốt cuộc đời ban nguyện kỳ thành cơm sói đây bát cơm đầy bát cơm đầy thức ăn chay thanh đạm hương linh mẫu thân ơi đây cơm ngọc dưới đây lòng đây tình còn nặng trong các con cháu lòng dân anh mẹ hiền bát cơm thức ăn chung trà thanh đạm đây thọ hưởng chứng giác lòng thầm hiền thiền dân cơm dân thức ăn hiến trà khởi thân giá hộ viên thật viên thị trấn ngôn thật ngô di niệm nam mô tát bà đa ta na bà đa di đề lãng tôn bạc gia tam bạc gia hồng nam mô tang lễ dân hộ viên về nghe về kinh thọ trai hiếu quyết tiền thành trà chăm tam thần điểm trà dân trà
Thank you.
Giai ơn đợt đơn giới về ơn giải thoát
kỳ kiên ương quan minh nhân đài biển pháp giới cúng dường thập phương tam bảo đề nam mô cúng dường bồ tát nam mô cúng dường bồ tát nam mô cúng dường bồ tát
Cùng ban nhạc Quang Hiển xin kính gửi đến toàn thể quý vị quan khách lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng thân thương và lời cầu chúc an lành hạnh phúc. Vâng, và kính thưa quý vị, ngày hôm nay đến với nỗi đau mất mát lớn lao của gia đình anh Thiện Hữu là bà nội của anh Thiện Hữu đã qua đời, và Ngọc Châu cùng thay mặt cho ban nhạc Quang Hiển xin gửi lời tri ân chia buồn sâu sắc đến gia đình anh Thiện Hữu và cầu mong cho linh hồn bà nội của anh được an nghỉ an lành nơi chính suối. Vâng, và cũng xin chúc cho tất cả quý vị có một buổi tối thật hạnh phúc. Và đến với ngày hôm nay, gia đình cũng có một chương trình văn nghệ, và cùng xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đăng ký những ca khúc để chia sẻ với gia đình trong ngày hôm nay. Và sau đây chương trình văn nghệ xin được phép bắt đầu. Và để mở đầu chương trình văn nghệ buổi tối ngày hôm nay, Ngọc Châu xin gửi tên Nỗi Buồn Mẹ Tôi, mời quý vị cùng thưởng thức được. Thank you.
Thank you.
kiên cố. Xa đi khó buồn mê chóng quay về bờ giác. Đại lộ gia số 44 trên 15 hiệu. Hiện tiền toàn thể tăng quý thiếu nam hoàng minh thấu hoàng minh đạo hoàng minh thiện hoàng minh tâm. Hiếu tất vũ thị hằng huỳnh thị hưởng quý thị kim chi. Hiếu nữ nguyện thị nam nguyện thị phương. A nội tôn hoàng thiện hô hoàng minh đức hoàng thị bảo châu hoàng minh chí hoàng thị thị nhi. Hoàng thị thùy trang hoàng phúc đàn hoàng gia pháp hoàng kiến nhật hoàng ngọc phương huỳnh. Cháu nghệ huỳnh vật phong lư hoàng long. Cháu cô huỳnh như bảo ngọc huỳnh ngọc minh hậm lư hoàng bắc. Hợp toàn là giáo thiết lập đàn tràng hồn hoàng thịnh chư tôn đức tâm chùa hưng quốc. Lại đau gia đường thiết lệ niềm ưu phúng kinh cầu siêu độ phục vị hóa và thương luân. Phụng hòa họ vi giới pháp dân diệu thần. Thái dân nguyện người dân vô sắc một chức nay mươi bài đi quán tại Hà Tây thủ đô Hà Nội. Từ trần lúc 13 giờ 15 phút ngày 27 tháng 11 năm 2015 nhằm ngày 16 tháng 10 năm Mất Mùi từ tỏ 89 tuổi. Quyền ưu vinh lai đá đạt tiền thức pháp dân kinh trường từ phần lực tốc thốt hai độ dạng sân thần. Hiện gì lai thập phương chư đạt mà gia tàng. Nhưng ta tập phương chư tăng vào nhà trời phương. Hiện thần mây bao kiếp tường. Chứng minh hương liền con cái Bồ Tát. Phò đại đa mô bổn sư. Thank you.
Hổ cà đi dương thế vị thiện thân chồng tử giá kim hoàng tỷ nhật nga lâm kỳ siêu kiền điện minh chùm tôn phụ đệ thập tiễn trái đức từ vương an tiền kiêu hội do thì chuộng thịnh hưng quốc từ uy tụ vũ gia sư quốc tùng với điệp chân kinh kỳ sắc tịnh độ tiệm các nghe đạo chàng sức cấp quần mạng cũng có điệp văn nhất đạo khu giữ giống một thì thân thâu chấp siêu thang thiên thượng chi thiên địa dục công chi điệp giả hữu điệp cấp phục vì giống mê hồn mà cũ bà nguyễn thị dân mặc trùng thâu chấp chân thử tới thứ ấp cùi đi giảng sanh tịnh độ thần chú đà đi nam mô a di đà bà già đà điệp già tha di đô tỳ di di đà tất ra tỳ di di đà tỳ đà lần đây đà lần đa già di đi già đà di đà ca lệ ta bà nam mô a di đà bà già đà điệp già tha di đô tỳ di di đà tất ra tỳ di di đà tỳ đà lần đây di di đà tỳ đà lần đa già đà di đà thank you.
người mẹ hiền yêu dấu, mẹ đã trao về ta ngần bao âu yếm trong những năm vừa qua. Mẹ hiền có biết khi lớn khôn ra đời, con sẽ nhớ hoài bóng dáng người. Người mẹ hiền yêu hỡi, lúc sáng hay về đêm, lòng nguyện luôn luôn săn sóc mẹ bình yên, và con sẽ đến vào bất cứ lúc nào khi có ai làm mẹ hiền nào. Và con xin hứa, thank you.
sống trên đời này, người giàu sang cũng như người nghèo khó. Trời đã ban cho ta cảm ơn trời, dù sống thương đau mai kia chết rồi trở về cát bụi, giàu khó như nhau. Nào ai biết trước số phận ngày sau ông trời sẽ trao. Này nhà lớn lầu vàng son, này lợi danh chức quyền cao sang, có nghĩa gì đâu, sao chắc bền lâu như nước trôi qua cầu. Này lời hứa, này thủy chung, này tình yêu chót lời đầu môi, cũng thế mà thôi, xem đất ngày mai như áng mây cuối trời. Sống trên đời này tựa phù du, có đây rồi lại mất. Cuộc sống mong manh, xin nhắc ai đừng đổi trắng tay đen. Nào người sang giàu, đừng vì tham tiền bỏ nghĩa anh em. Người ơi xin nhớ cát bụi là ta mai này trong. Yeah, my Lord,
ta đời tử thì chư pháp công tương bất sanh bất diệt vô sao vô thọ tưởng hành thơ vô nhãn nhĩ tỷ thiệt cần y vô thân giới vô vô minh gia đình. Thế là xin vô cùng cảm ơn quý đại đức chùa Hương Quốc, quý gia đình tham gia của hai gia đình, quý gia đình chúng tôi, các bạn bè, thân bằng quý thuộc, hàng xóm, cùng các quý đã dành thời gian để đến phúng điếu đưa tiễn mẹ tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lúc đang gia bối rối có điều chi sơ suất, xin tất cả quý vị nhận tình tha thứ. Xin chân thành cảm tạ. Nguyện đem công đức này hướng về công tân ca đệ tử. Chúng ta cũng làm xá rồi, ông nào bưng thành dị hương mà cũng đứng lên để cho mấy nhà đầu đại vô. Chịu lại đó. Ôi sao đi xuống à.
thành lại đáo gia đường an thân linh vị. Nam mô tiếp dẫn hương linh A Di Đà Phật. Nam mô đi theo thầy về. Nam mô Di Đà. Xuống lại để nghe kịp được luôn đi chứ. Để hoa lên không? Dạ. Anh muốn để. Tâm niệm cha sa tài ba, hãy nhớ công sinh thành
vì ai mà có ta. Uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiểu công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong